thì nhà nó sẽ xảy ra hai trường hợp như này. Thứ nhất là người đàn ông trong nhà thường thường là rất thích uống rượu, thích nhậu nhẹt. Còn nếu mà không thích nhậu nhẹt hoặc là uống rượu ít thì thường thường trong nhà vẫn chất chứa rất nhiều rượu bia trong nhà. Nhà hướng Bắc có đường đâm vào cổng thì có việc gì không? Thì nhà hướng Bắc ấy, cái quan trọng nhất là Bắc bao nhiêu độ và đường đâm vào thì đâm vào phương vị nào. Nhưng mà riêng với nhà hướng Bắc ấy, thì các bạn hình dung là như này. Đã là nhà hướng Bắc mà nạp khí phong ấy, thì nhà nó sẽ xảy ra hai trường hợp như này. Thứ nhất là người đàn ông trong nhà thường thường là rất thích uống rượu, thích nhậu nhẹt. Còn nếu mà không thích nhậu nhẹt hoặc là uống rượu ít thì thường thường trong nhà vẫn chất chứa rất nhiều rượu bia trong nhà. Nên là những cái bạn nào ở nhà hướng Bắc, các bạn thử kiểm nghiệm xem đúng không? Đấy. Kể cả là không uống rượu, không nhậu nhưng vẫn rất là nhiều rượu ở trong nhà. Đấy. Thì cái trường hợp này là mình đã làm một cái ca phong thủy của một cái anh tên là anh Nghĩa. Anh Nghĩa ở trên thành phố Lào Cai. Nếu bạn nào ở trên trên thành phố Lào Cai sẽ biết anh Nghĩa này là một nhà thầu xây dựng. Đấy. Thì khi mà anh em lên khảo sát ngôi nhà ấy, thì nhà anh này là hướng nhà anh này là hướng Đông Bắc nhé, chứ không phải hướng Bắc. Nhưng mà lại nạp khí Bắc cùng với là khuyết Bắc. Đấy là hai cái lỗi. Thì khi mà đi khảo sát, đi từ tầng 1 lên tầng 2 của cái nhà anh Nghĩa này thì không thấy rượu đâu. Thì anh em mới ngẫm trong bụng mà quái lạ, chẳng lẽ nhà ông này kiến thức sai hay sao mà nhà ông này không có bia rượu gì cả. Đấy. Thì khi mà lên đến tầng 3 cái là thấy ông ấy là cá một trên cái tầng 3 đấy, là đầy chất đầy rượu đến cả nghìn lít. Thế là lúc này mình nói chuyện với ông ấy thì chia sẻ thẳng thắn, gọi là anh em đang tưởng là kiến thức sai thì lại đang đặt cái câu hỏi là tại sao là nhà anh này lại không có rượu, hóa ra là lên tầng 3 này thấy rượu. Thế anh này anh cười khà khà, anh bảo là ở dưới hành lang bên phải của tôi, bên bên hành lang tôi còn cả một cái hầm rượu nữa. Đấy, thì qua câu chuyện này để chia sẻ các bạn là với những ngôi nhà hướng Bắc ấy, mà động khí Bắc ấy, thì nó có những dấu hiệu. Thứ nhất là rất thích nhậu. Thứ hai là nếu không nhậu thì trong nhà cũng chất rất là nhiều rượu. Đấy. Và còn một cái đặc điểm nữa là với những ngôi nhà hướng Bắc ấy, thì nếu mà lỗi thì cậu lỗi vào cái cậu con trai thứ hai, nếu gia đình có hai cậu con trai thì cậu con trai thứ hai sẽ khá là bướng và thường thường sẽ không thuận lợi trong công việc. Và một điều nữa là nếu mà lỗi nạp khí phong ở phương vị Bắc ấy, thì người đàn bà vẫn rất là bất an, vẫn rất bất an đấy. Chứ không phải là lỗi riêng về người đàn ông đâu, mà kể cả là lỗi phương Bắc, người đàn bà vẫn bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đấy. Cái này là phải trong cái kiến thức chuyên sâu của chúng tôi mới 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 giảng dạy những cái vấn đề này. Cho nên là nhiều bạn cứ tưởng là lỗi phương Bắc thì chỉ lỗi đến cậu con trai thứ hai. Nhưng mà ngược lại là lỗi phương vị Bắc vẫn lỗi vào người đàn ông và lỗi chính vào người vợ luôn. Đấy, và tùy theo cái phương vị và tùy theo cái mức độ nạp khí như nào. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh phát triển hơn nhé.